Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Phúc Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà 1/2 lầu. Căn nhà này được chủ nhà đúc 1/2 lầu, đúc kiên cố và đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà này có chiều rộng là 20m, chiều sâu là 27m, tổng diện tích là 550m2. Nhà thổ cư 100%, nhà ngay chợ nhé. Ở đây gần khu công nghiệp. Nhà này mình vừa ở vừa cho thuê, tháng thu nhập là 100 triệu đồng trên một tháng. Mình vừa ở vừa cho thuê nhé. Nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ đâu đó tầm 1 km thôi. Cách ngã tư 550 khoảng 3 km. Nhà ngay chợ luôn này. Ở đây ngay chợ, kinh doanh buôn bán tấp nập. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Nhà 1/2 lầu. Đã được chủ nhà hoàn công rồi. Nhà hướng đông nam, ngang 20, sâu 27m. Đây là ngay chợ rồi nhá. Nơi thông thương, vị trí đắc địa. Quý anh chị có nhu cầu liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú. Hãy alo cho em để em dẫn vào xem, gặp trực tiếp chủ nhà nhé. Các anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp, không nên tự động tới chủ nhà làm phiền chủ nhà. Bên em sẽ dẫn và gặp thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Căn nhà này có 32 phòng trọ phía sau, dạng phòng trọ 1/1 lầu, đang cho thuê, tổng thu nhập phòng trọ và các kiosk tầm gần 100 triệu trên một tháng. Thu nhập rất là cao nhé. Vừa ở vừa có thu nhập. Căn nhà xanh xanh cao nhất này. Ngang 20, sâu 27. Từ đây di chuyển đi trung tâm Sài Gòn chỉ hết khoảng 20 cây số thôi. Cách Thủ Đức khoảng 5 km nhé. Kế bên khu công nghiệp luôn. Bây giờ mình di chuyển vào trong để tham quan này. Em tắt máy di chuyển sang đường nhé. Đây là con đường ngay chợ nhé. Từ đây ra đường DT743 chỉ tầm khoảng vài trăm mét thôi. Ngay chợ luôn. Quý anh chị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú hoặc alo cho em sẽ dẫn vào xem nhé. Một số anh chị ở gần đây nếu biết căn nhà này rồi, chủ nhà gửi độc quyền bên mình, nên một số anh chị biết thì hãy liên hệ với em để em dẫn vào. Mình tự động vào hỏi chủ nhà sẽ không tiếp nhé. Một số căn em có quay và quý vị tới làm việc chủ nhà không tiếp đâu. Nhà đúc 1/2 lầu. Đã được hoàn công đầy đủ rồi. View trên bán cà phê, làm trò chơi, kinh doanh buôn bán nhé. Ở bên đây đang cho thuê 2 kiosk, có 1/1 lầu luôn nhé, phía sau phòng trọ. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong khám phá chi tiết căn nhà này. View ở đây mình để xe cổ dưới đây nhé, làm văn phòng kinh doanh. Phía sau có cầu thang này để lên lầu này. Một xíu mình sẽ lên trên lầu quay cầu thang này cho quý vị xem nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị ra xem bên hông các kiosk cũng như các phòng trọ phía kế bên. Xin mời quý vị nhé. Kế bên đây có kiosk này, có 1/1 lầu luôn. Quý anh chị có nhu cầu làm đầu làm tóc hãy liên hệ đến đây để làm đẹp nha. Đấy, phía sau là phòng trọ này. Nhà 1/2 lầu đã được hoàn công rồi. Phía sau có 32 phòng trọ đang thua cho thu nhập tổng là 100 triệu đồng trên một tháng nhé.
bên đây hay giải úp mặt vào nhau, có lầu trên luôn này. Đây có thang, cầu thang lên lầu nhá. Phòng trọ một trệt một lầu, phòng trọ xây rất là kiên cố nhá. Phía trên đây có lầu này. Cái bên đây cũng như vậy luôn nhé. Bên đây cũng có lầu trên luôn nhé. Các chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để tiện nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Mỗi một phòng trọ này đang được chủ nhà cho thuê mức giá là tầm khoảng 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi trên một phòng. Có tới hai dãy úp mặt vào nhau và đều là lầu nhé, lầu trên và dưới các kiosk chủ nhà đang cho thuê. Bây giờ mình sang tham quan một căn nhà chủ nhà đang ở này, mình lên trên. View này rất là rộng nha. Ngang 20, sâu 27m, thổ cư 100%, nhà đúc một trệt hai lầu, đã được hoàn công đầy đủ hết. Phía sau có phòng trọ đang cho thuê. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu bán với mức giá là 2 tỷ 600 triệu đồng. Giá vẫn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nhé. Giá 26 tỷ vẫn còn thương lượng. Lầu trên này có tới 4 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ đầu tiên này. Trên đổ luôn nhé, phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Bên đây có phòng vệ sinh thứ hai. Phòng nào cũng rộng rãi. Bên đây là phòng khách trên này. Bên đây là phòng ngủ thứ ba. Bên đây là phòng ngủ thứ tư. Vậy chi phòng này có tới 5 phòng ngủ luôn nhé. Nhà rất là rộng. Nhà có 5 phòng ngủ luôn. Phòng khách. Bây giờ mình lên trên. Quý vị có thể mua căn này. Ở trên mình có thể bán cà phê hoặc làm vui chơi giải trí ở trên. Trên cùng chủ nhà đúc bê tông cốt thép và lập tôn đầy đủ ở trên đây. Trên này. Trên đúc hết nhé. Đường trước nhà này. Đây là ngay chợ nhé, chợ thông dụng này.